Chào mọi người, hôm nay thì lại quay trở lại cái channel Cao Cường Vlog của mình, thì mình lại quay cái video nhỏ nhỏ mà hôm nay đại gia đình nhà mình cuối tháng lại có một cái kèo liên hoan rất là vui vẻ. Mấy chú cháu làm món tiết canh vịt này, vịt luộc với vịt quay đấy, đơn giản thôi. Mấy chú cháu tổng kết cuối tháng làm cái quả kèo liên hoan nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đây mọi người, cái món này thì các chú mình đã tự biên tự diễn là làm từ sớm rồi, và bây giờ cho lên trên cái chảo để quay thôi. Đây, cái vịt này thì có 5 con thì cứ chặt cổ với cánh, chặt toàn miếng to đại tướng này thôi mọi người này, và cho lên trên cái chảo này để quay thôi. Mình không phải là quay như ngoài quán, mình quay đơn giản để gia đình ăn thôi, thì mình cứ chặt ra mình quay, sau mình ướp gia vị các thứ cho nó ngon nghẻ mình quay là được, rồi sao ăn ngon là được thôi. Đây hôm nay có em Thắng cũng là siêu đầu bếp phụ bếp. Đây em Thắng này hôm nay cũng là lại xuất hiện thêm trong cái video của mình đấy, và em có cái kênh Thắng Chợ Chùa mọi người nhé. Thì ai mà vui vẻ mà yêu mến món ăn muốn biết các thứ thì có thể là vào xem cũng như là ủng hộ anh em mình một lượt like, một đăng ký mọi người nhé. Cái đấy cứ đảo dần dần thôi Thắng nhỉ, đảo nó khi mà nó quắt nó vàng cái đầu ấy là được. Này chừa 5 con vịt này cũng tương đối 14 con mấy rồi, 14 con rưỡi nhỉ, 4 con đực 1 con cái, kinh khủng nhỉ. Cứ cho lên chảo mà quay thôi, mình cứ chặt sấn ướp mới lại giềng xả ấy mọi người ấy, xong rồi mình quay thôi. Đây hai chú đầu bếp chính chiều giờ phải 5 con vịt bây giờ lại phải thái này, các cháu toàn những người ngoài này thì gấp nhanh lên làm luôn, còn các chú làm thì nhiều như này không kế tục được, gọi là tài năng nấu nướng của các chú à. Tìm đi ăn đi thôi chứ bỏ tim thứ hai này có trẻ đây. Cô xem lấy cơm, lấy bún về cho bà đi. Bóc rồi. Các bạn, mình không tin nữa này. Chú Dũng ơi, chú ấy những cái mà tròn tròn cái bé trong nội tạng con ngan con vịt nhưng mà giờ còn đâu rồi. Không thể sống được. Không bao giờ thoát. Nhưng tin thái cái cảnh thái cái đoạn đấy hay là cứ tự động cũng mồm rồi. Tin mà đánh cái cánh này cứ luộc xong nguội lắm ơi. Thế rồi. Hãy mà rót này. Rót thế là chú. Chú. Đây mọi người nhìn này. Một chậu luôn. Đúng đấy. Rồi. Thấy chưa? Bây giờ cứ tiếp mình nhào thôi. Hầu đào đi. Ở chỗ mình lấy cái canh nó giản lắm rồi. Nó chỉ có thế này thôi. Không cần phải cầu kỳ nhưng mà cách đánh cái canh ở chỗ mình ăn cực kỳ ngon. Mọi người làm thử xem. Đơn giản vậy ngon. Chất lượng luôn. Mà ai thích thương hiệu rồi, không cần phải cầu kỳ quá mới bắt lên được. Đấy mọi người nhìn cho, có 2 4 6 8 10 12 bát cộng với lại 3 đĩa đấy mọi người. Đây là hơi lỗi tí về kỹ thuật. Nó ra ngoài là nhà tí thì không sao đấy mọi người thấy nhá. Anh cứ bình tĩnh thế sao cũng vội vàng chưa? Đẹp rồi.
Sao ba ba cãi áo, xuống cái ngồi đi. Chẳng cãi mặt á. Chặt hẳn luôn cho nó vui. Đấy mọi người, như lúc vừa thì mấy chú cháu mấy anh em mình đã làm xong mấy cái món vịt quay này, vịt luộc này, tiết canh thì chúng ta đánh hết lên đây rồi. Và hôm nay cả nhà mình đã quây quần đây đông đủ. Hôm nay là ăn cái bữa gọi là liên hoan hơi nhỏ, ấm cúng gia đình thôi. Và bây giờ thì món thì đã lên mâm rồi, và bây giờ thì mấy chú cháu anh em mình vào mâm rồi, thì mong mọi người xem video vui vẻ nhé. Quầy chuẩn luôn đâu ạ, đỏ hồng rực rỡ luôn đi. Đông đặc luôn. Lòng người như thế này. Ôi trời, như này. Đông này phải dùng xe bét luôn. Đông như bê tông. Đấy, bây giờ rượu ngon này rồi đúng không? Và bây giờ thì mời mọi người dùng bữa với lại đàn gia đình nhà mình nhá, ăn cái món tiết canh vịt cùng với lại mấy cái món chế biến từ vịt đấy mọi người, vịt luộc, vịt nướng, vịt quay với lại tiết canh vịt. Đẹp quá luôn, đẹp te luôn. Cái gì? Có đâu? Hết cỡ luôn. Cái thằng hoa này ớt đấy. Chín đấy. 5 kg. Nay mà không có đường thì chắc không được. Mọi người ăn thôi. Được rồi, nhắn mạnh đồng như bê tông. Đúng rồi. Chú Thắng gửi cái tư canh đồng đặc luôn. Đồng đặc luôn mọi người. Xe bé xuống nhé. Tuyệt vời luôn. Thưa đúng không? Ngon lắm. Nào nấu. Ngon luôn. Không biết ai nấu mà ngon đấy nhỉ. Không biết ai nấu mà ngon nhỉ. Từ ngồi từ đâu là chẳng thấy ai khen cả. Không biết ai nấu mà ngon đấy nhỉ. Người nấu khen.